Kiếp, quận Bình Thạnh, phường 3 nha các bạn. Chúng ta sẽ đi khám phá cái món ăn ngon tại đây. Và món hôm nay chúng ta cùng Hùng Phút khám phá là món cơm cháy chà bông trên con đường này, tại số 230 Rạch Kiếp thôi, nhưng mà bán ở trên lề đường. Cơm cháy đây, cơm cháy chà bông, một cái tủ nhỏ ở đây. Cái cơm cháy chà bông, chà bông cô 10 này có giá 10.000 đồng thôi, rất là hot. Đây là cơm cháy chà bông cô 10 đây, bà chủ đang xếp cơm cháy vô trong cái hộp cho khách sẵn. Một hộp như thế này là bao nhiêu tiền chị ha? 10.000. Cái này là mình làm sẵn hả chị? Dạ, nhà mình tự chiên. Dạ. Cái mình bán ở đây bao lâu rồi chị ha? 9 năm bán cơm cháy rồi. Dạ. Này con gái hay mua chứ con trai đâu có mua chị ha? Trai mua nhiều lắm. Vậy hả? Dạ, trai ăn càng nhiều. Dạ. Cái này là em phải xếp sẵn, nhiều lúc khách tới là không kịp. À, đông quá là không kịp. Có mình mấy hả chị? Có mình mấy hả? Đây là cơm cháy được chị chuẩn bị sẵn ở trong cái thùng xốp đây, để giữ cho cơm cháy nó luôn giòn. Và chị bán một mình nên là đã xếp sẵn vào trong mấy cái hộp thế này. Đây là chà bông đây. Nó là những cái gia vị cần thiết như ruốc nè, ớt nè, mỡ hành nè. Rất là đơn giản, món ăn thực sự đơn giản. Thì cái chà bông này nhà mình tự làm luôn hay là mình lấy của cơ sở? Nhà mình tự làm. Dạ, cái chà bông này là được làm từ đâu chị? Từ thịt gì chị? Gà. Thịt gà hả chị? À, hai vợ chồng đều bán cơm cháy chà bông. Vợ thì bán ở đường Vàng Kiếp và chồng được bán ở đường Nguyễn Thị Nhỏ nha các bạn. Ở nhà có ai phụ chị không? Có ông xã. Có ông xã luôn hả? Ông xã cũng bán luôn, cũng bán cái món này luôn. Nhưng mà đứng ở đâu chị? Nguyễn Thị Nhỏ. Đường Nguyễn Thị Nhỏ bên quận 11 phải không ta? Đúng rồi, nhà thờ Hầm á, cái nhà thờ Hầm ngay chỗ Bắc Hải hả? Lý Thường Kiệt Bắc Hải. Ai Lữ Gia, cái xã Lữ Gia đó. Dạ. Là anh xã ở nhà cũng bán cái món này như vậy, nhưng mà bên bên Nguyễn Thị Nhỏ gần đèo Bách Khoa nha các bạn. Chỗ cái xã Lữ Gia. Ruốc mà ăn với cơm cháy là mình cũng gia đình cũng tự làm luôn phải không chị? Ruốc thì ở nhà gia đình làm, mua về tự xào luôn. Dạ dạ dạ. Đây những hộp cơm cháy được chị cho mỡ hành vô. Nếu ăn cay thì sẽ cho thêm ớt nha các bạn. Và ai muốn ruốc thì sẽ thêm, hoặc là thêm trà bông cũng được. Một phần như thế này chỉ có giá là 10.000 thôi. Cái đó là gì, nước gì vậy chị? Nước mắm á. Nước mắm để cho thêm đậm đà phải không chị? Ờ đúng rồi. Và tương. Xong là hành phi. Nghề tép. Rút. Và là tép nhỏ đó các bạn. Tép nhỏ. Là tôm nhỏ đó. Nghề hớt. Rồi rút sẽ được bỏ lên. Ok. Rồi. Thì đang gấp hộp lại cho khách mang về. Anh khách này chắc mua về cho gia đình đây. Hay mua cơm cháy chị Mười không? Hoài vậy trước quán bên kia. Dạ. Anh biết cái quán chị Mười là bao lâu rồi ạ? Dạ. Ăn thấy ngon không anh? Anh thấy cái giá 10.000 một phần thì như thế nào ạ? Rẻ, dễ anh. Dạ. Cái món
Mình bán từ 7 giờ đến mấy giờ chị Mười? Từ 3 giờ cho tới 10 giờ. 3 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Sẽ dỡ cái thùng cơm cháy mà làm sẵn ở nhà mang đi để bán hàng ngày đó. Một cái thùng rất là to, được rất là nhiều cơm cháy, được các lát ra vuông vuông ra. Một ngày chị bán một thùng thế này rất là nhiều đó các bạn. Thùng to nè, và một cái lượng trà bông rất là nhiều. Chị mới rút với lại mở hành đây. Hai vợ chồng rất là thần thảo. Ban ngày thì ở nhà làm rút với lại trà bông, chuyên cơm cháy tới cái độ giòn độ ngon thì hai vợ chồng bán hai nơi từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Cái cơm cháy này cái có khó không? Dễ. Thì muốn xiên cái cơm này thì để tính cái độ ngon như thế này thì mất bao lâu trên chảo gì hả? Không, dầu mình đổ này sao? Dạ. Yeah. Mình đổ này sao mình mới chiên cái cơm nó được như vậy? Dạ. Yeah. Cố gắng làm luôn. Có một cô cũng phụ chị Mười ở đây. Cái này là hồi xưa là mình học nghề ai hay là mình học từ gia đình. Gia đình hả? Gia đình hay làm ăn. Đúng rồi. Dạ. Chị Mười là quê đâu vậy? Quê Ninh Thuận. Rất là nhiều cơm cháy được chị xếp sẵn. Các bạn có thể biết là một cái thùng thế này chị bán một ngày là hết rồi đó. Và hai vợ chồng là hai thùng. Rất là đông khách. Vì giá chỉ có 10.000 và rất là ngon. Cơm cháy trà bông thì công đoạn mà khó nhất là làm cái gì chị ha? Chiên cơm. Chiên cơm để cho cái độ giòn nó đều phải không chị? Đúng, ok. Là cái chảo mình đổ là ngập dầu chị ha? Ngập dầu. Nóng quá thì nó cháy cơm. Mà nó không có tới độ nóng của dầu thì nó cháy cơm. Cái lượng dầu nó cũng khó cân cái dầu. Chị, cái trà bông này làm từ thịt gà đúng không chị? Đúng. Thì gà cái nguồn gốc từ đâu chị? Gà ở quê. Ở quê gửi ra. Đúng. Là gà gì chị? Gà ta. Gà ta thả vườn đồ hả chị? Đúng rồi. Cơm cháy chị Mười giá 10.000. Trà bông được làm từ gà ta. Ở quê ở Ninh Thuận, Phan Rang, Tháp Chàm đó. Cơm cháy trà bông của chị Mười bán ở đây đã được 9 năm rồi. Chồng thì bán ở trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, chỗ cửa sáng Lựa Gia. Và chị Mười thì bán ở đây, Hủ Nhỏ trước thôi. Trà bông được làm từ gà ta. Rút cũng tự làm. Có thể là chưa tới 2 phút nữa, chỉ còn 1 phút 30 giây thôi. Là đã có hộp cơm cháy trà bông thật là giòn, thật là thơm ngon để mà mang về ăn rồi.
ngày hai chồng bán hai nơi, bán cực kỳ đông khách vì rất là ngon và rẻ nha các bạn. Em thấy cũng đông khách mà, có bữa nào rồi nó còn nhiều lắm không chị? Bữa nào không hết hàng. Đấy, khách mua mang về. Được mấy ngày mà mua bữa giờ mua được mấy ngày.